Và cái view này sẽ nhìn được khu vực khu dân cư phía dưới trường cấp 3 và đối diện với tòa AC3 và nhìn xuống khu vực ở phía dưới nội khu ha cả nhà. Với tiêu chí đầu tư những căn hộ biển tại thành phố biển Nha Trang với mức tài chính chỉ từ 1 tỷ hơn cho một căn hộ thì ngày hôm nay Minh Tông sẽ đáp ứng với những yêu cầu của anh chị. Và với căn hộ ngày hôm nay em sẽ review đến cho anh chị là mình là một căn hộ với diện tích là 68m² và có 2 ngủ và 2 WC, chỉ nằm cách bãi tắm phòng chồng rơi vào khoảng là 100m đi bộ qua bãi tắm thôi cả nhà. Với mức giá đầu tư chỉ 1 tỷ 690 triệu cho sản phẩm này, hiện tại thì em đang có mặt ở vị trí tầng số 24 và mã căn ngày hôm nay em review sẽ là mã căn 18, diện tích 68m², với không gian hiện tại em đang đứng đây, một phòng khách khá rộng rãi. Thường thì những căn hộ ở Mường Thanh sẽ có 2 ngủ và 2 WC, nhưng mà căn hộ ngày hôm nay em review chúng ta có thể thiết kế lại thành một căn hộ 2 ngủ cộng. Thì khu vực phòng khách đây cả nhà, thường thì với khu vực phòng khách chính của sản phẩm ngày hôm nay nằm ngay góc này, nhưng mà chúng ta có thể thiết kế là một cái khu vực cửa kéo ngang qua và làm khu vực này dành cho ông bà cha mẹ chúng ta ha. Với một gia đình hai thế hệ thì bố mẹ có thể ngủ ngay vị trí phòng này. Một là chúng ta thiết kế lại phòng khách, hai là chúng ta cứ để nguyên hiện trạng nếu mà chúng ta không có nhu cầu anh chị ha. Phòng khá rộng rãi, diện tích 68m² cho một căn hộ thì phòng khách, bếp và khu vực bàn ăn đều cực kỳ rộng. Nhưng chúng ta cùng điểm sơ qua một số nội thất ngày hôm nay Minh Tông review với mức giá chỉ 1 tỷ 680 triệu thì không thể nào mà khu vực này nội thất nó sẽ cao cấp hết anh chị ha. Nhìn sơ qua về nhà nội thất, nhìn chung thì sản phẩm này giá trị sử dụng vẫn còn 90%, nội thất còn khá là ok. Với một cái bộ tranh rộng với khu vực này, khu vực ở trưng bày một số nội thất này. Bên này để nội thất, về bên này một cái bộ tranh rất là đẹp cả nhà. Đó, mã đá thành công và cái khung tranh cực kỳ rộng rãi làm cho cái không gian của phòng khách khá là ổn anh chị. Đây, tủ đây anh chị. Thường thì những căn hộ mới với dàn nội thất cao cấp hơn thì sử dụng là gỗ gai đếp, nhưng mà ở chủ nhà ngày hôm nay họ thiết kế ở đây sẽ là một cái tủ gương, chúng ta có thể để trưng bày rượu hay là một số vật lưu niệm ở khu vực này. Tivi thì cũng khá là bé thôi anh chị. Thường thì với không gian nhỏ thì sử dụng tivi nhỏ sẽ hợp lý hơn là những cái tivi màn hình lớn 55 inch. Ở bên đây thì bộ ghế sofa thì tương đối thôi, một bộ ghế sofa ngồi đây thì rơi vào khoảng là 3 tới 4 người, bởi vì nếu mà gia đình có nhu cầu thật sự sử dụng phòng khách lớn thì chúng ta có để nguyên hiện trạng, còn không thì chúng ta cứ cải tạo lại và làm thành một phòng ngủ nhỏ nó sẽ thích hợp hơn. Đối với những cô chú chị khách hàng khi mà có nhu cầu mua ở hoặc là mua đầu tư kinh doanh và thiết kế cho thuê đó, thì khu vực đó thiết kế thành 3 ngủ thì nó sẽ khá là ổn anh chị, và chúng ta sẽ thuê với mức giá sẽ cao hơn. Khu vực này sẽ là vị trí của bàn ăn, một bộ bàn ăn gỗ như thế này. Cả nhà cùng nhìn và điểm sơ qua thì với sản phẩm này thì cũng đã có qua thời gian sử dụng của chủ nhà rồi, nhưng bây giờ chủ nhà họ đang cần xử lý để thu lại cái dòng tiền thì nên mới để cái mức giá khá là hợp lý anh chị, chưa tới 1 tỷ 7 mà chúng ta đã sở hữu một căn hộ gần biển rồi. Khu vực phía bên hông đây, với cái vị trí này cái nhà, vị trí này khá là quan trọng trong một căn hộ. Thường thì với khu vực bếp thì chúng ta nhìn điểm sơ qua bếp chất lượng hay không cũng tùy thuộc vào cái chất lượng những cái sản phẩm mà họ lắp lên đây. Thì với căn này bếp thì làm tủ trên tủ dưới đầy đủ, mặt này thì được làm đá này, mặt đá granite và có bếp từ. Chúng ta đứng đây thì chúng ta rửa chén, thì với cái khu vực ban công nằm phía trước đây, ban công của chúng ta ngày hôm nay sẽ là ban công hướng tây, đó cũng sẽ là một trong những điểm yếu của sản phẩm, bởi vì hướng tây thường thì tầm giờ này rơi vào 3 giờ thì nó sẽ khá là nắng nè cả nhà. Và cái view này sẽ nhìn được khu vực khu dân cư phía dưới trường cấp 3 và đối diện với tòa AC3 và nhìn xuống khu vực ở phía dưới nội khu ha cả nhà. Và ở góc bên này sẽ là ba cái máy lạnh, hiện tại ở đây nó sẽ có bao gồm 3 máy lạnh, 2 máy lạnh trong phòng và 1 cái máy lạnh 2 người ở vị trí phòng khách đây anh chị. Nội thất ngày hôm nay Minh Tông review thì chắc chắn anh chị và mình khi mà chúng ta đi xem thực tế nó sẽ có đầy đủ ha. 1 cái máy lạnh 2 người ở vị trí phòng khách đây,
nó đầy đủ cho chúng ta một cái lưu lượng mát cho một cái căn hộ 68 mét vuông cả nhà. Tiếp theo thì bây giờ mình Tông sẽ review đến cho anh chị mà là phòng ngủ ha. Phòng ngủ master thì thường nó sẽ có toilet ở phía trong và một cái khu vực phía bên ngoài. Đây cả nhà có thể nhìn thấy được này, điểm yếu của sản phẩm thì mình Tông cũng xin chia sẻ thật. Ở tầm giờ này khi mà 3 giờ ánh nắng nó sẽ đưa vào tới khoảng nửa cái giường như thế này cả nhà. Đó cũng là điểm yếu của sản phẩm, nhưng mà chủ nhà họ khắc chế lại, họ chỉ cần thiết kế một cái bộ rèm như thế này kéo lại đây. Nó sẽ khắc phục được ngay cái vấn đề gọi là bị ánh nắng chiều hay cả nhà. Vì sao những căn hộ hướng Tây giá thường nó sẽ tốt hơn so với những căn ở vị trí mặt biển? Bởi vì bây giờ những căn mặt biển hoặc căn hướng Đông Nam bây giờ khá là hiếm trên thị trường để mà chúng ta bán ra anh chị ạ. Những căn như thế thường thì khi mà mua đi á thì cho thuê với mức giá rơi vào khoảng 1 triệu, 1,2 triệu một ngày vẫn có khách thuê đàng hoàng anh chị ha, vẫn có khách thuê khá là tốt. Thì căn hộ này có tủ thì 1, 2, 3 có hộp trên đầy đủ. Phía hộp bên này thì vị trí sẽ là khu vực bàn trang điểm và một cái bộ giường chăn ga của nệm đã có đầy đủ. Nhìn chung qua cái sản phẩm này nội thất thì Minh Tông đánh giá là khoảng 90%. Một số anh chị mình khi mà chúng ta mua về á là chúng ta phải thay thế sửa sang lại để phù hợp với phong cách của anh chị ha. Rồi bây giờ em sẽ khu vực phía bên ngoài chút xíu ha. Phòng này hiện tại là phòng ngủ nhỏ nên đang có người ở nên em sẽ không review ha cả nhà. Phía mặt bên này sẽ là cửa chính nè. Đó, cửa chính này cả nhà. Rồi, mình cùng mà đi ra khu vực phía ngoài một chút xíu rồi em mà sẽ chia sẻ thêm một chút xíu về thông tin của sản phẩm ha. Cái lối thoát hiểm chỉ cách căn chúng ta vài bước chân thôi cả nhà. Đó, vị trí của phòng kỹ thuật đây. Đó, tầng của chúng ta sẽ là tầng 24 nha anh chị. Thì với khu vực này sẽ là cái phòng cháy chữa cháy này, chúng ta chỉ cách khoảng một căn là tới thôi. Mấy căn chúng ta sẽ là mấy căn 18 nằm gần với vị trí lối thoát hiểm. Còn khu vực này sẽ là lối cầu thang đi xuống của khu vực của tòa này. Hiện tại các nhà thấy bao gồm là 8 thang, có cả thang cứu hộ riêng biệt này. Những cái thang như thế này sẽ dùng cho khẩn cấp đi cứu hộ rất là nhanh. Về mặt bên này sẽ là thang vận chuyển của tòa nhà. Thì còn lại rơi vào 6 thang dành cho cư dân ở đây. Thì buổi sáng ở đây thì đi cũng khá nhanh thôi anh chị, cũng không có gọi là quá quá mất thời gian để đi lên xuống đâu anh chị ơi. Rồi, căn của chúng ta sẽ là căn góc nha cả nhà. Căn góc mã căn 18 sẽ là một căn góc, vị trí mặt bên này sẽ là mặt thoáng luôn. Nhìn chung qua cả nhà cùng xem với căn góc hai mặt thoáng nhìn khá là rộng rãi và thoáng mát nè. Rồi mình cùng đi vào phía bên trong của căn hộ ngày hôm nay và bây giờ em sẽ bắt đầu chia sẻ tiếp một chút xíu cho anh chị nè. Rồi với sản phẩm này cái mức giá sẽ là 1,890 tỷ, nhưng mà cái pháp lý của sản phẩm sẽ là hợp đồng mua bán sở hữu 50 năm. Thường thì khi mà em review về căn hộ bên tham chị em đều nói rất rõ ràng đến cho anh chị mình 1,690 tỷ cho một căn hộ sở hữu pháp lý, hợp đồng mua bán và căn hộ ngày hôm nay đang còn là 40 năm giá trị sử dụng. Nhưng mà vì sao rất là nhiều khách hàng vẫn mua và lựa chọn ở Mường Thanh Mỹ Triều để đầu tư và để ở? Bởi vì cái thứ nhất, căn hộ Mường Thanh thứ nhất là khu nội khu và phía dưới nó sẽ có rất nhiều tiện ích ăn uống cà phê hay phục vụ rất đầy đủ đến cho anh chị nhà mình, đặc biệt là đi tắm biển hàng ngày. Và bãi tắm ở thành phố Nha Trang, bãi tắm Thần Trồng là một trong những bãi tắm đẹp nhất và sạch sẽ nhất tại khu vực này nhé anh chị. Thì nhìn chung qua thì mình Tông cũng xin điểm nốt lại một chút xíu về mức giá này, cũng hy vọng là cô chú chị và mình khi mà xem hết video này cảm thấy phù hợp với tầm tài chính nếu chúng ta có thể mua ở hoặc cho thuê, thì đây cũng sẽ là một trong những cái sản phẩm khá phù hợp với tầm tài chính thấp anh chị để mà sở hữu một căn hộ view biển tại thành phố biển Nha Trang trong thời điểm này. Nếu mà dịch chuyển qua trung tâm thành phố Nha Trang, giá trị nó sẽ tăng gấp đôi, giá nó sẽ là gấp đôi, nhưng với mức giá chỉ dưới 1,7 tỷ chúng ta có ngay một căn hộ sát biển, thì đây cũng sẽ là một cái phân khúc rất đáng để lựa chọn. Thì với ngày hôm nay Minh Tông review đầy đủ đến cho anh chị nhà mình, thì cũng hy vọng là sẽ kết nối và hữu duyên đến một số cô chú nào đấy. Nếu cảm thấy hợp duyên thì chúng ta cứ kết nối với nhau và làm việc trực tiếp với chủ nhà và mức giá nha anh chị. Thì bây giờ Minh Tông cũng xin kết thúc buổi phát sóng review của em ngày hôm nay. Minh Tông xin kính chào, hẹn gặp lại cả nhà. Cũng rất mong cô chú chị nhà mình cho em xin một like và một đăng ký kênh để sản phẩm này được đưa đến người xem nhiều nhất có thể nha anh chị. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà.